Với tình hình dịch bệnh hiện tại ở thành phố Đà Nẵng, những ngày gần đây, nhiều người dân đổ xô đến các nhà thuốc tìm mua khẩu trang y tế. Tuy nhiên, lượng khẩu trang, nước sát khuẩn trên địa bàn vẫn bảo đảm cung cấp cho nhu cầu của người dân. Để đáp ứng nhu cầu mua khẩu trang y tế của người dân, nhiều cửa hàng đã nhập khẩu trang về bán, giá vẫn giữ ở mức ổn định, khoảng 100.000 đồng một hộp khẩu trang 4 lớp 50 chiếc. Còn tại các hiệu thuốc, khẩu trang này cũng chỉ có giá 70.000 đồng một hộp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên mua khẩu trang về dự trữ, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Các ngành chức năng thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đẩy giá. Nếu phát hiện vi phạm về niêm yết giá, bán hàng không đúng giá niêm yết trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng lương thực thực phẩm, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, vật tư và trang thiết bị y tế dùng cho việc bảo vệ sức khỏe trên địa bàn thành phố, thì người dân cần liên hệ đến số điện thoại 089 824 3333, ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng, hoặc số máy bàn 0236 36 24154 để phản ánh. Cục Quản lý Thị trường sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm.